Xin chào các bác nhá. Trời, hôm nay mưa gió rét mướt, các bác không cần phải đến cửa hàng em làm gì cả nhá. Cứ ngồi tại nhà alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 là các bác sở hữu ngay một bộ dàn vâng. MG33 với chất gì ạ? Bát sâu, tép sáng, bát ấm, nghe sướng các bác. Cộng thêm gì ạ? Có chế độ chỉnh bát tép và chế độ chỉnh SPD tức là chế độ trầm ấy, nhiều trầm hay ít trầm này. Nghe nhiều trầm đưa về on, ít trầm đưa về off. Đấy, có chế độ chỉnh gì ạ? Trầm này, bát này, tép này, quá xịn sò luôn. Bác nào thích nghe FM gì ạ? Mưa gió là nghe FM 108 có luôn cho em đây. Đấy, dò tự động nhấn 3 giây, dò từng cái một thì nhấn từng cái một. Đó, nhấn 3 giây bỏ tai ngay lập tức nó sẽ tìm tự động. Nhưng với điều kiện là gì? Các bác phải ghép thêm dàn vào thì nó sẽ dừng được ở kênh các bác yêu cầu. Được chưa? Kênh mình thích. Đấy, sóng nó khỏe nó sẽ bắt ở những kênh 90 rồi 76, 79, 89 rồi nói chung nhiều nhiều lắm. Đấy, thì các bác phải ghép cái dây anten phía sau vào. Rồi, con này em bán tính năng là gì? Kết nối Smart TV, kết nối điện thoại, máy tính, Smart TV. Ngoài ra chức năng còn lại là gì? CDMD này thì bỏ qua duyên nhá, tại vì về mắt nó kém rồi. Và con này có cả FM 108. Đó. Nghe máy tính thì đơn giản. Chuyển cho em về đúng chế độ máy tính. Sau đó các bác cầm máy tính vào, điện thoại vào, lên nhạc này. Thích cầm máy tính cũng được, điện thoại cũng được. Không đau bằng như lúc này. Nhìn mưa anh thấm sâu ngoài trời mưa sắp lâu. Chỉ biết tự trách vừa rồi thì các bác nghe qua cái chất âm đến từ con MG33. Đấy, để kết nối các chức năng ví dụ như là điện thoại, quang, Smart TV thì các bác chỉ phải cắm cho em này. Đầu tiên là FM. Đây, các bác sẽ cắm FM vào đây cho em nhá. Đấy, FM 108 thì cắm vào đây. Các bác cắm điện thoại thì đây, nó sẽ có hai cổng 1, 2. Được chưa? Còn hai cổng dưới đây là mình xuất tín hiệu ra. Quang cũng có hai cổng, lưu ý cho em là nó sẽ có một cổng out, một cổng in. Thì các bác chọn cho em là cổng in là đầu vào màu đen. Còn cổng màu đỏ ở đây là cổng đường quang đầu ra, tín hiệu truyền ra, còn đây tín hiệu truyền vào. Mà mục đích của mình là gì? Cần tín hiệu truyền vào, đúng không ạ? Đây là đường súp điện, tất cả những con súp điện các bác có thể cắm vào đây, các bác nhá. Trừ những dòng súp 5.1,
Có hình dung nha, trừ những con súp của 5.1 ra. Đấy, ví dụ như là con VK39, con VK7, con V20. Đấy, hoặc con 155A thì những con đấy là súp dành riêng cho dàn 5.1 thì là không cắm được vào đây. Còn tất cả mọi súp khác đều là súp điện một chân hoặc hai chân thì đều có thể cắm vào đây được. Ok chưa? Rồi. Thì các bác hình dung này, những con súp nào mà nó có nhiều chân ấy, ví dụ nhiều đầu AV ấy, thì súp đó nó dành cho súp 5.1. Còn những con súp mà nó chỉ có hai chân hoặc một chân thôi thì nó là súp điện thì dành cho những con này. Đấy. Hai chân thì mình cũng chỉ cần cắm một chân là được các bác nhá, không cần phải cắm cả hai chân. Đấy, lưu ý là phải cắm đúng vào đây nha, không nhiều bác là cứ thấy súp điện có hai chân màu trắng với màu đỏ là cắm vào đây, cắm vào đây là sai. Cắm vào đây thì nó sẽ theo gì ạ, nó lẫn ra cả tiếng phần tiếng lời các bác nhá, lần cả phần tiếng lời, thế nên là súp nó sẽ không được hay. Đấy, các bác muốn nó hay thì phải cắm vào chuyên giải trầm của nó, thì vào đây thì lúc này nó chỉ có giải trầm thôi, không có giải cao mà nó chỉ có giải thấp, thì nó là giải trầm này. Đấy, để kết nối với đường quang thì rất đơn giản, các bác cắm quang vào, sau đó làm gì, mở cho em bản nhạc, mở cho em tivi lên, sau đó các bác chuyển cho em về chế độ gì OPT, thì ngay lập tức lúc này nó là gì, đường quang. Đấy, thì ngay lập tức nó là đường quang nhá. Rồi, thì mọi thông tin đặt hàng alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Giá của bộ này em báo luôn nhé. Giá bộ này để các bác là gì? 2.250.000. 2.250.000 cho bộ này. Bình thường như những bộ này như tầm năm ngoái có mua thì nó phải rơi gì ạ? Gần 3 triệu, 2 triệu 9, 3 triệu 1. Đấy, nhưng hôm nay thì với những cái dòng này thì giá nó hiện tại đang được khuyến mại rất là nhiều. Thì hiện tại cả bộ này có mỗi 2 triệu 250 thôi. Bát 13 các bác nhá. Bát 13 kích thước cao 26, rộng 15.5, sâu 21.5. Cao này, chiều cao là từ mặt trên này xuống mặt đáy này là 26 này. Chiều rộng từ mặt bên trái, hông bên trái sang hông phải là 15.5. Chiều sâu tức là từ mặt trước của loa tới mặt sau của loa nó là 24. Đấy, bác nào chốt alo cho em nhá. Xin chào các bác.